Sợ. Bọc từ bọc cái đấy. Chủ yếu để ngắt để cho nó đỡ trèo cao. Ngon phải ngắt rồi để đi 2 3 ngày chín lên không ngắt nó bò lên trên cao. Ngắt ngon luộc ăn ngon mà. Ngon chứ đi ngắt cái mồm. Ra ngon. Là chị bần là nó không, không lên ngặt được là hàng dạng một nha. Có rau ăn nữa được rồi. Lên được hàng đấy bo lên trên gian cả đây. Rau vườn đi quả chỉ phải chục phê. Để đấy chứ. Cứ có rau là được. Quan trọng nhất là phải có rau. Nhiều khi đẹp lại không thật. Vườn vườn ba huyên của mấy cái thì kinh. Bà mấy người làm chị ạ? Bà Thế. Vâng. Thế người làm thì bà ấy thì kiểu cứ làm kỹ. Chủ yếu à, chụp ảnh. Mới cắn mà lắm. Bà ấy thấy cả nhà sân phương đó. Vâng. Bà ấy cứ kinh. Sẵn đồng tiền nó làm gì nó dễ.